Trung ơi, mày giới thiệu màn hình Android thì nên chọn loại nào? Được là tao múc. Anh em cả, suốt ngày tao mày. Nhưng mà về màn hình Android ấy, thì Trung Auto có sẵn tất cả các loại từ này 9 inch, 10 inch, lên 11,5 inch, lên 12,3 inch hay là thậm chí là 13 inch cũng có sẵn nha. Mức giá ấy, thì nó rơi tầm từ 2 triệu đến 4 triệu, thậm chí là đến 20 triệu. Đầu tiên đó là ngon bổ rẻ nhất, OLED Pro A3 chính hãng, mức giá đang được sale còn có 2.990.000. Được tặng mặt dưỡng này, được tặng bản đồ cảnh báo tốc độ này và miễn phí công lắp đặt cho mọi dòng xe. Cao hơn một chút, anh em chọn OLED Pro A5, mức giá đang được sale còn 3.990.000. Cũng được tặng rất là nhiều món. Và với cái cấu hình này thì nó sẽ cao hơn một chút và dùng sẽ mượt mà hơn. Bình thường cái mức giá của cái mã mà như A5 này trung bình thị trường phải bán tầm 5 triệu đến 5 triệu rưỡi đấy. Cao hơn hẳn và đáng lắp nhất hiện nay đó là mã OLED Pro X4S Eco phiên bản có cả cam 360 với cái cấu hình là RAM 4 và thế hệ chip mới. Anh em dùng ấy, với cái hệ thống cam 360 này sẽ cực kỳ là phê luôn. Và đây là phiên bản bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Cao hơn hẳn thì anh em có thể chọn những cái mã trên 10 triệu, ví dụ như là Ultra 2K này, hay là Ti 2K này, hay là mã ZTEC. Thì với những cái phiên bản 2K, độ nét của cam 360 nó sẽ nét hơn, cũng như là sử dụng trên cái màn hình 2K nó sẽ mượt mà hơn khá là nhiều. Ngoài ra anh em có thể chọn những loại kích thước màn hình lớn hơn từ 12,3 inch này hay là 13 inch để có phong cách sang hơn, đẳng cấp hơn và khác biệt hơn. Mức giá sẽ rơi tầm từ 13 triệu 8 đến 20 triệu. Tại Trung Auto có đầy đủ các mẫu mã màn hình Android, đầy đủ các hãng và các phân khúc cho anh em tha hồ lựa chọn. Ngoài ra Trung Auto còn được chia thành nhiều tổ nhóm khác nhau để đảm bảo nhanh và chuyên nghiệp nhất. Nếu có nhu cầu đỗ xe, các huynh nhớ ghé Trung Auto nha. Ok luôn.